Hơn 30 năm trước, tôi đã tìm cách leo lên tháp bưu điện Mỹ Tho để chụp qua cồn Tơ Long, chụp thành phố Mỹ Tho. Và tôi cũng ao ước một ngày nào đó được leo lên máy bay hay trực thăng để chụp xuống thành phố quê hương. Tôi không sinh ra ở đây, nhưng tôi xin nhận nơi này làm quê hương vì nơi này có rất nhiều kỷ niệm đẹp của tôi. Và tôi cũng có một cuộc sống êm đềm làm nghề ảnh cũng tại nơi đây. Đây là năm 2006. Tôi 50 tuổi, tôi vẫn tiếp tục leo lên tháp bưu điện, đài Đình Giang để chụp xuống cùng với em học trò tôi là Duy Nhật. Và đường Hoa Hùng Vương, tôi tìm cách leo lên một cái xe cùng với Duy Nhật để chụp xuống. Và tôi ao ước có một ngày nào đó sẽ chụp được thành phố Mỹ Tho. Và hôm nay xin giới thiệu các bạn, em học trò của tôi, em Triết, đã thực hiện tiếp tục cái ý đồ của tôi năm xưa, đó là quay thành phố Mỹ Tho từ nhiều góc cạnh khác nhau, từ trung tâm thành phố đến giếng nước, đến làng hoa, đến cầu Rạch Miễu, và hầu hết và quay được cả hình ảnh rất sống động của cồn Tân Long, cồn Thới Sơn và những cái bùng binh lớn. Mời các bạn xem video Mỹ Tho vào xuân Mậu Tuất 2018 của Nguyễn Triết, và giới thiệu cho các bạn bè quê hương Mỹ Tho cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn sẽ được xem những hình ảnh của Mỹ Tho về đêm, những cái hôm U23 Việt Nam đoạt huy chương bạc, người thành phố cũng đổ xô ra, và giếng nước lớn, nơi
Tôi à, ngày nào tôi cũng đi bộ loanh quanh, chơi ngắm, nhìn, và bây giờ mới được nhìn từ trên cao xuống, à, rất là thú vị, như bờ kè mới, vân vân. À, mời các bạn cùng xem, à, khó có điều kiện mà chúng ta có thể lên cao để nhìn xuống. Trước đây tôi cũng đã từng triển lãm Mỹ Tho nhìn từ mắt chim, nhưng chưa đủ. Và hôm nay em Nguyễn Triết à, đã tiếp theo ý đồ của tôi và thực hiện một cái video rất là đẹp. Mời các bạn xem, giới thiệu người khác cùng xem.